tất cả quý vị với gia đình. Đó là ngày vui, ngày hạnh phúc của Tân Lan, Tân Lương, Thanh Tâm và Hồng Vân. Và ngay bây giờ quý vị chúng ta hãy cùng hướng về phía trang trọng nhất của hội trường để chào đón sự hiện diện của Tân Lan, Tân Gia Nhân cũng như hai bên gia đình đang cùng tiến về hội trường. Và xin quý vị chúng ta vỗ tay thật lớn để chào mừng giây phút tuyệt vời này. Quý vị chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn, thật dài để chúc mừng hạnh phúc cho Tân Lan, Tân Lương cũng như gia đình chúng tôi trong ngày tuyệt vời hôm nay.
con cái mình trưởng thành. Đó là niềm vui rất lớn của những bậc làm cha làm mẹ. Và để tỏ lòng cảm ơn những bậc sinh thành đã sinh ra cho mình một người chồng rất đẹp trai, rất phong độ, rất tuyệt vời, thì sau đây Tân Lương hãy nâng ly rượu mời thân thủ của chú rể xin mời. Để tỏ lòng cảm ơn những học sinh này đã ban tặng cho mình người vợ rất xinh đẹp, rất hiền từ, rất đảm đang. Sau đây Tân Lan hãy nâng ly rượu mời thân phụ của cô dâu. Xin mời thân mẫu. Và bây giờ là giây phút Tân Lương hãy nâng ly rượu mời người chồng trăm năm, người chồng đầu gối tay ấp mãi mãi của mình. Cảm ơn rất nhiều. Điều đầu tiên, sau đây chúng tôi đang nâng ở trên tay để kính mời tất cả quý vị và tất cả các bạn tiệc, chúng ta chúc vui một ly, chúc mừng cho Tân Lan Tân Lương cũng như gia đình chúng tôi. Và bây giờ đại gia đình chúng ta cùng đi với nhau ạ, xin mời. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì Tân Lan Tân Lương hai bạn quay mặt vào nhau, tay trong tay, môi về môi, uống nhau rượu hạnh phúc của mình.
Và con